Dinh Tuấn Kiệt thừa nhận thích yêu người lớn tuổi, Buka không đặt nặng vấn đề tuổi tác. Buka và Dinh Tuấn Kiệt ngầm xác nhận hẹn hò sau 7749 lần lộ hai chăng. Mới đây, Dinh Tuấn Kiệt và Buka cùng tham gia một chương trình truyền hình do Lý Nha Kỳ làm MC. Vì đây là cặp đôi được người hâm mộ đẩy thuyền nhiều nhất trong thời gian qua, nên Lý Nha Kỳ tranh thủ khai thác nhiệt tình vấn đề tình cảm từ cặp đôi này. Khi được đàn chị hỏi về mẫu người yêu lý tưởng, Dinh Tuấn Kiệt cho biết, Tôi thích bạn gái cá tính, chững chạc, trưởng thành và nấu ăn ngon. Tôi từng rất sợ người yêu trong nghề vì không có thời gian nhiều. Về phía Boca cô không ngại đưa ra mẫu bạn đời của mình. Từ trước tới giờ tôi chỉ thích yêu người trong nghề. Vì đặc thù công việc tôi tiếp xúc rất nhiều bạn diễn nam, nếu bạn trai không hiểu sẽ dẫn dễ ghen tuông. Mẫu bạn trai của tôi là người đàn ông chững chạc, trưởng thành, không quan trọng tuổi tác. Nếu như nhà trai thừa nhận thích yêu người lớn tuổi thì nhà gái cũng lên tiếng không đặt nặng vấn đề tuổi tác. Về phía Buka, cô cho biết có từng có suy nghĩ phải yêu người lớn tuổi hơn mới có hạnh phúc. Tuy nhiên, sau chuyện tình với chàng trai lớn hơn 5 tuổi, mọi thứ đã khác xa kỳ vọng. Cô rút ra bài học rằng tình yêu đừng đặt nặng tuổi tác, quan trọng là cả hai có tiếng nói chung và sự đồng điệu. Di Tuấn Kiệt và Buka còn tiết lộ cảm thấy khó xử khi đóng cảnh tình cảm cùng nhau. Màn tương tác cưng xỉu giữa Buka và Di Tuấn Kiệt khiến netizen vô cùng thích thú. Các fan được dịp ra sức đẩy thuyền và lót dép ngóng ngày bộ đôi công khai chuyện tình cảm. Boca Di Tuấn Kiệt là cặp chị em tin đồn được netizen lẫn nhiều sao việc nhiệt tình phối hợp đẩy thuyền. Dù cả hai đều khéo léo phủ nhận, thế nhưng netizen vẫn nhiều lần soi ra được hai yêu đương của cặp đôi.